Lại được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn ngày hôm nay của mình. Tiếp tục với những cái hướng dẫn hay ở trên điện thoại và trên máy tính, thì video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn cách bật lại cái nút Home ở trên điện thoại iPhone và cách sử dụng những cái tính năng cực kỳ hay, hữu ích của cái phím Home đó ở trên iPhone nhé. Có thể nhiều bạn chưa biết đến những cái tính năng hay đó, cùng theo dõi nhé. Ok, thì những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone ý, thì ở những cái dòng điện thoại iPhone đời cũ thì các bạn sẽ thấy là dễ dàng các bạn nhận ra có cái phím Home ở phía phần gần cuối này, ở giữa phần cuối này. Nhưng những cái dòng iPhone từ iPhone, dòng iPhone X trở lên thì các bạn sẽ không thấy có cái phím Home nữa. Mà các bạn muốn dùng phím Home thì các bạn phải bật cái phím Home ảo, tức là cái phím Home trợ năng đấy, của cái trong cái phần cài đặt. Thì nhiều bạn có thể là không thích dùng cái phím Home đó, nhưng nhiều bạn đã dùng quen rồi mà các bạn cần phải dùng cái phím Home đó, bởi vì nó có rất nhiều những cái tính năng. Và những hôm nay những bạn nào mà chưa biết cách bật cái phím Home đó, hoặc là các bạn đã bật rồi mà các bạn đơn giản các bạn chỉ dùng những cái thao tác cơ bản, các bạn chưa biết những cái tính năng hay của nó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm. Và để bật, các bạn vào cho mình một cài đặt chung này. Cài đặt này sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình xuống cái phần là trợ năng nhé. Nó có mục trợ năng ở đây này. Đấy. Các bạn chọn vào phần trợ năng. Rồi, trong mục trợ năng này, các bạn sẽ kéo xuống cái phần cảm ứng. Ở đây không cần kể kéo đâu, nó ngay đây thôi. Các bạn chọn vào nhé. Ok. Nhìn ngay trên đầu tiên, các bạn sẽ thấy là cái phần là Assistive này, tốt này. Đấy, cái này mình không giỏi tiếng Anh, các bạn thông cảm nhé. Các bạn, ví dụ như bạn nào đang tắt thì nó sẽ hiển thị như này nhé. Rồi, các bạn sẽ gạt sang bên này. Đó. Khi các bạn gạt sang thì cái phím Home này, cái nút Home tròn tròn này nó sẽ hiển thị ở đây nhé. Đấy, rất là hay. Và tiếp theo ở cách phía dưới có các cái phần chức năng như sau. Tức là đầu tiên là phần tùy chỉnh menu điều khiển. Đấy. Nó sẽ có rất nhiều những cái chức năng, đấy, biểu tượng. Ví dụ như trung tâm thông báo, cuộn giữ lâu này. Đấy. Đấy, các bạn có thể chọn nhé. Chọn này, các bạn muốn thay đổi bằng những cái chức năng khác thì các bạn có thể chọn, ví dụ như cái đầu tiên này, đấy. Các bạn chọn vào thì các bạn để mặc định của nó là trung tâm thông báo, các bạn muốn thay đổi là camera chạm hai lần, chụp xoay vân vân, đấy thì các bạn có thể chọn vào đấy. Và cái phần phía dưới này có cái mục là 8 biểu tượng nhé, đây này 1 2 3 4 5 6 7 8, thì các bạn có thể chọn mắc là 8 nhé, các bạn có thể chọn 7 6 này, 5 này, 4 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 đấy đấy. Và các bạn có thể chọn lên 8 nhé. Đấy, theo mình thì các bạn có thể chọn mắc volume lên, mà mắc cái ứng dụng lên để các bạn có thể chọn nhé. Đấy, các bạn có thể, đấy là cái phần tùy chỉnh menu điều khiển. Tiếp theo ở trong cái phần là tùy chỉnh nhé, chạm một lần này, ví dụ các bạn chạm một lần để mở này, ví dụ mình chạm này này, đấy thì nó là cái phần là mở menu. Đấy, mở menu tức là cái phần về màn hình chính này này, tương tự như vậy. Rồi tiếp theo là chạm hai lần để khóa màn hình. Đấy, chạm hai lần để khóa màn hình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có các cái chức năng khác nhau nữa, các bạn có thể tùy chọn nhé. Như ở đây mình chọn là chọn hai lần để khóa màn hình thì các bạn có thể chọn. Tiếp theo này, nhấn giữ để tắt tiếng. Đấy, như của mình nhấn giữ để tắt tiếng này, mình đã chọn là ví dụ như mình nhấn giữ để khóa màn hình chẳng hạn. Đấy, mình chọn vào. Đấy, bây giờ mình giữ nhé, mình nhấn giữ nhé. Đây, mình nhấn giữ này. Đấy, khóa màn hình. Đấy. Mình ví dụ cho các bạn xem luôn nhé. Ví dụ như mình chọn chạm hai lần để chụp ảnh màn hình như này. Các bạn có thể chọn nhiều cái tiện ích khác nhau nhé. Mình sẽ nhấn hai lần nhé. Đây, mình sẽ nhấn hai lần này. Đấy, chụp ảnh màn hình luôn. Rất là hay. Còn nhấn giữ này, ở phần nhấn giữ các bạn có thể chọn theo nhu cầu của các bạn. Ở đây thì mình đang chọn là nhấn giữ để tắt tiếng, thì các bạn có thể chọn hoặc là nhấn giữ để khởi động lại, nhấn giữ để giảm âm lượng vân vân. Đấy. Còn 3D tốt này. Đấy, màn hình chính. Đây, cái này thì nó là màn hình chính. Đấy, các bạn quay trở lại là màn hình chính. Đấy. Tiếp theo là phần tạo cử chỉ mới, thì cái này mình không nói. Cái phần thì độ mờ khi dùng này. Độ mờ tức là cái phần độ mờ của cái phím Home này khi dùng nhé. Đấy. Khi các bạn không dùng ấy thì nó sẽ là mờ mờ như này nhé. Đấy. Ví dụ như các bạn chạm vào thì nó đậm hơn đúng không? Thì cái độ mờ của mình đang để là 45%. Đó, nó mờ xuống. Các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Đây là tùy chỉnh. Đấy. Nếu bạn nào muốn cái phím Home nó đậm hơn thì các bạn chọn lên. Đấy, lúc nào nó cũng đậm thì, hoặc là các bạn muốn mờ hơn để cho nó đỡ vướng mắt thì các bạn có thể chọn nhé. Đấy, ví dụ như mình để tầm 41 này. Đấy, khi các bạn không dùng thì nó mờ như thế này, còn các bạn dùng thì nó lại đậm lên.
Tiếp theo có một phần các bạn cũng có thể quan tâm, đó là cái phần độ nhạy để di chuyển nhé. Đây, độ nhạy của di chuyển là cái phần độ nhạy của phím home ấy. Đấy, các bạn theo mình thì các bạn để khoảng 50 thôi. Đấy. Tiếp tục này, những cái phần này thì các bạn có thể chọn bằng các cái nhu cầu của các bạn. Chủ yếu là những cái tính năng của nó đây này, cái tính năng chạm hai lần, chạm một lần, nhấn giữ và baritone. Đấy, ok, và tùy chỉnh menu. Đấy, thì bạn nào mà chưa biết những tính năng hay này, các bạn có thể tham khảo. Và vừa rồi mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách các bạn có thể bật cái phím home trên iPhone và những cái tính năng hay của nó. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ video thật nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.